Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Mở rộng cơ hội quảng bá, phát huy tiềm lực của Việt Nam. Ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại Hà Nội vừa công bố sự kiện Việt Nam Day tại lễ hội sống bền vững GWAND, Thụy Sĩ. Việt Nam Day là sự kiện thường niên, được chủ trì tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ với mục đích quảng bá văn hóa Việt Nam, xúc tiến cơ hội thương mại quốc tế, giới thiệu thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Sự kiện Việt Nam Day năm 2022 với chủ đề kết nối phát triển kinh tế bền vững và sáng tạo sẽ là cơ hội vàng để xây dựng hình ảnh Việt Nam đầy tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư quan tâm đến ứng dụng và đổi mới vật liệu bền vững, khẳng định vai trò quan trọng của nước ta trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu. Lễ hội WAN được chủ trì tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ nhằm quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam và xúc tiến cơ hội thương mại giữa Việt Nam và các nước EU. Đây được biết đến là một lễ hội với lịch sử tổ chức hàng năm kể từ 1993, là nơi khởi đầu cho xu hướng thời trang. Sự kiện năm nay dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9 năm 2022, với các mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam, kết nối thương mại Việt Nam, châu Âu, khai phá tiềm năng kinh tế bền vững của Việt Nam và lan tỏa năng lực sáng tạo của thế hệ người Việt trẻ. Với mục đích có thể tạo ra một không gian cho các khách mời, nhà đầu tư, du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam, đồng thời quảng bá sản phẩm và thương hiệu bền vững của các doanh nghiệp trong nước và xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế. Việt Nam Day và lễ hội GWAND Festival 2022 diễn ra tại Lugia, Thụy Sĩ sẽ góp phần quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam và xúc tiến cơ hội thương mại giữa Việt Nam và các nước EU. Khi mà tổ chức một cái ngày Việt Nam Day ở Thụy Sĩ thì Việt mong muốn đầu tiên đấy là mình muốn đưa thương hiệu Việt Nam, một cái hình ảnh khác, một cái ấn tượng khác của Việt Nam ở trong đến một cái nơi khác, một cái văn hóa mà đã rất là văn minh và tiến bộ, nhưng mà hiện nay theo cái thông tin mà thường mình nhận được thì cái ấn tượng của họ về Việt Nam có lẽ chưa đủ. Mình muốn có thể được giới thiệu các cái thương hiệu của Việt Nam rất là năng động, rất là sáng tạo, không chỉ là về văn hóa truyền thống mà còn là cái văn hóa trong cái tư duy, trong cách thiết kế phát triển sản phẩm cũng như là cái sự hội nhập trong cái tư duy làm sản phẩm bền vững. Thật ra thì TV Beautiful thì trước hết là một tổ chức phi chính phủ nên là cái cách vận hành hướng về xã hội rất nhiều. Trong khi đấy cái việc mà giới thiệu các doanh nghiệp sang cái thị trường mới thì nó lại sang một cái nghiệp vụ là xúc tiến thương mại. Thành ra là khi mà mình lần đầu tiên làm một cái sự kiện này và khi bắt đầu phải tiếp xúc với cả những cái trải nghiệm mới thì cũng sẽ có những cái trúc trắc mà mình sẽ phải tự tìm hiểu và tự giải quyết trong một thời gian rất là ngắn. Cũng như lúc nãy có chia sẻ thì cái việc mà đưa các thương hiệu ở đây sang Thụy Sĩ cũng chỉ được quyết định trong vòng 4 tháng thôi, bởi vì cái cơ hội nó đến vào lúc đó cái lễ hội này người ta lại đang rất là ưu ái Việt Nam trở thành nhân vật chính. Cũng là lý do vì vậy mà cái VIP Beautiful kết hợp cùng Văn Hoa, kết hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam lúc đấy quyết định là sẽ triển khai ít nhất là một sự kiện cho năm nay, và mong rằng là nó sẽ đặt được cái nền tảng để sau đấy tạo thành một cái tiền đề giới thiệu nhiều hơn các hoạt động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chỉ là doanh nghiệp to, cả các thương hiệu sáng tạo, không chỉ là các thương hiệu về mặt gia công, thì muốn mở rộng hơn cái góc nhìn của một cái thị trường thế giới về những cái đơn vị và các doanh nghiệp Việt Nam, và hy vọng là khi mà các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thì họ sẽ có nhiều cái điều kiện để họ quay trở lại hỗ trợ tạo sinh kế cho cộng đồng hơn. Thật ra thì doanh nghiệp Việt Nam rất là năng động, cho nên là khi một cái thông tin được chuyển ra thì mọi người cũng chia sẻ với nhau một cách rất là hiệu quả. Ngoài ra thì bản thân Keep It Beautiful cũng đã hoạt động khá là lâu rồi, cho nên là cũng có một cái mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp trong cái quá trình mà hoạt động hỗ trợ cả về hoạt động xã hội, hoạt động sinh kế hay là các hoạt động bền vững thì cũng đã có những cái mối quan hệ trước đó. Thêm nữa là có sự đại sứ là bạn Hương Ly, cho nên là cái việc mà kết nối nó cũng có những cái thuận lợi để hỗ trợ hơn. Thì cũng với cái sự kết hợp giữa các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và truyền thông thì cũng hy vọng là nó sẽ thành một cái sân chơi hiệu quả để thay đổi hình ảnh của Việt Nam và thế giới. Với những điều kiện thuận lợi trong quan hệ Việt Nam-EU, Việt Nam là đất nước chính của sự kiện năm nay. Trong lễ hội WAN năm nay, mọi hoạt động liên quan đến Việt Nam sẽ được ưu tiên xuất hiện trong mỗi ấn phẩm, thông tin và hoạt động truyền thông. Thông qua sự kiện, các thương hiệu thời trang bền vững tại Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để quảng bá sản phẩm của mình, mở rộng cơ hội giao lưu và hợp tác với thị trường lớn. Việt Nam là một đất nước nông nghiệp với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và dễ tái sinh, có nguồn nhân lực dồi dào trong lĩnh vực thủ công,
mỹ nghệ và sự tạo điều kiện từ các chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất bền vững và thân thiện và môi trường của chính phủ. Cơ hội trở thành đất nước chính của sự kiện WAN là thời cơ tốt nhất để Việt Nam quảng bá tiềm lực quốc gia trong việc cung cấp nguyên vật liệu và sản phẩm bền vững. Những đại sứ của sự kiện năm nay đều là những gương mặt trẻ tuổi, luôn tràn đầy nhiệt huyết và cống hiến hết mình. Đặc biệt, họ mang trong mình những phẩm chất tiêu biểu của người trẻ ngày nay, tài năng, thành công và dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề xã hội toàn cầu như thời trang bền vững. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại tôi đang có mặt tại buổi gặp gỡ báo chí của chương trình Việt Nam Day tại Thụy Sĩ. Chương trình được tổ chức bởi tổ chức phi chính phủ Keep It Beautiful Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây với tư cách là đại sứ của Empower Women Asia, là một trong những tổ chức thuộc trực thuộc của Keep It Beautiful Việt Nam. Thì sắp tới đây trong chương trình Keep It Beautiful Việt Nam có tổ chức một sự kiện là Việt Nam Day tại Thụy Sĩ, cùng với sự góp mặt với rất là nhiều thương hiệu thời trang được tại Việt Nam. Và bản thân Ly cũng tự hào có thể được đồng hành cùng với chương trình với tư cách là một đồng sáng lập của một chương trình thời trang bình vững, và được mọi người biết tới nhiều hơn với bộ trang phục của thời giống ăn. Và có rất là nhiều người rất là muốn biết nhiều hơn về một loại chất liệu cực kỳ mới và độc lạ như thế này. Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người biết nhiều hơn về phần chính của nguyên liệu. Nguyên liệu của các bộ trang phục đến từ giống ăn là những tình một phần là trà cùng với đường. Sau khi lên men, chúng ta tạo thành những con giống. Và những con giống này sau khi sơ chế sẽ được sử dụng trong thời gian thay thế cho da để có thể thiết kế những bộ trang phục với các chất liệu đặc biệt. Và Lê nghĩ rằng đây là một trong những lợi ích rất lớn của việc sáng tạo ra những cái thương hiệu, những cái sản phẩm bằng giống ăn là có thể giúp bảo vệ môi trường và không thử nghiệm trên động vật. Thì sau khi chúng ta sử dụng các sản phẩm thời trang làm từ giống ăn thì nó cũng tương tự như sản phẩm làm bằng da của động vật thông thường. Và sau khi chúng ta không còn nhu cầu về sử dụng thời bộ trang phục đó nữa thì mình hoàn toàn có thể mang ra môi trường sử dụng như là phân bón. Nguyên liệu của các bộ trang phục giống ăn đều đến từ thiên nhiên nên hoàn toàn không hề gây hại cho môi trường và đặc biệt cho con người nữa. Để chia sẻ về quá trình mà có thể hoàn thành được cái chất liệu của giống ăn đó thì có thể chia sẻ là một thời gian rất là dài. Bản thân Ly cùng với team của mình mất 6 tháng để có thể nghiên cứu và có thể hoàn thiện được những cái tấm vải làm từ da scoby rất là mịn và mướt. Thì chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể mà nghiên cứu ra được. Và bản thân Ly cũng nghĩ rằng đây là một trong những bộ nguyên liệu mà nó có cái sự độc đáo với cách ngoài, cách xử lý, cách sử dụng để mang sản phẩm. Và Ly nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái sự sáng tạo mà bản thân Ly cảm thấy rất là tự hào và tự chia sẻ được với mình. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.